Cái ba chia sẻ đi. Vâng, cái điều bác chia đứa sẻ con cũng về chưa cái hiểu việc là cái đợt ba chưa thanh đang lọc, nhịn cũng chỉ nhịn con ăn đợt đó. đầu tiên á, cách đây 23 năm 23 năm 98, nhưng mà bây giờ cái đợt đó ba trải nghiệm như thế nào con cũng không không hiểu được, thì con cũng muốn nghe đợt ba chia sẻ. Thì đó, vô đó bác ba nó không đi không có thì kiểu như ở lại đó chỗ con học đó, ở lại 10 ngày. Ba với con vừa chỗ ổng là mấy ngày con ba hả? Gì đó tuần rồi sao? Rồi thì xong lên chỗ con thêm mấy ngày nữa, rồi xong ba sau đó mẹ ba mới vừa, đúng không? Đó. Tại ông đi làm ở thành ra mình phải ông cho phép về nhà mình tự nghiệm. Vâng. Và cái lý do lúc đó tại sao bác lại quyết định bác đi nhịn ăn để thanh lọc? Như bác sức khỏe đời sống hay sao bác? Báo đời sống. Báo tu trì hay sao? Báo đời sống á, đời sống sức khỏe. Trong đó nó thấy vậy, mình hồi đó bệnh nên mình thấy chữa mà nó không có gói. Không khỏi. Không khỏi hết. Mà ngày đó bác bị bệnh gì à? Hồi đó bị viêm gan. Tức là gan là theo kiểu gan viêm gan bình thường. Viêm gan siêu vi như như con là hiện tại con đang bị khối u ở thận ấy. Nó khoảng gần 5 cm nhân với cả 6 cm đó, thì nó khối u nhiều mạch máu và nó cũng nó đã phá vỡ vỏ thận rồi, nó xâm lấn khoảng 2/3 của thận đấy. Thế nhưng mà bây giờ thì đó, con là người mời anh Thuật ra và cũng hỗ trợ. Thì vừa rồi con vừa mới làm một đợt thanh lọc của thầy Tâm Thành thì cũng không ăn nhưng mà có uống các cái đồ uống, và sau đó thì là uống cái dầu sổ cái sỏi mật và sỏi gan ra, thì đợt thanh lọc khá là hiệu quả, sau 4 ngày rất tốt và cơ thể thì nhẹ nhàng đi, con giảm 3 kg nhưng ra cũng khá nhiều sỏi. Đấy, và bây giờ thì con muốn tiếp nối cái khóa nhịn ăn của anh Thuật. Thế nhưng mà để thêm động lực thì hôm nay đi với anh Thuật và về là thăm nhà anh thôi. Thế nhưng mà về đến đây thì anh Thuật mới nói là bác cũng đã từng nhịn ăn rất là nhiều ngày. Như cô Bảy thì nhịn ăn tới 42 ngày. Như bác đã nhịn ăn bao nhiêu ngày? 45 ngày. 45 ngày. Và trong quá trình nhịn ăn thì bác có uống gì không? Có chứ. Hồi đó được phép uống hai loại. Một là nước dừa, hay nước chanh đường. Dạ. Hai loại đó. Như cô Bảy nói có cả uống nước mía có được không? Được, cái đó được. Dạ. Ba loại. Tức là đường tự nhiên. Đường trắng của mình đó, loại đường nó bán đường trắng. Dạ. Vâng. Nhưng mà thực ra đường trắng cũng không phải là tốt nhất. mà đường trắng mà mình nên uống đường đỏ hoặc đường mía thì hay hơn, và giống như uống nước mía thì đâu đúng không ạ? Vâng. Dạ. Thì đó lâu lắm rồi, thải do gì đấy mình cứ dừa đó mình làm. Dạ vâng. Với cả chanh lúc đấy thì nó cũng là cái nước để thải độc và nó thanh lọc thì cũng tốt. Dạ. Nhưng mà sau khi bác nhịn thì đến ngày thứ bao nhiêu thì bắt đầu nó có cái biểu hiện về bệnh và để nó thải độc ạ? Thì hồi đó mình chỉ thấy là nó sau khi là nhìn nó là qua 24 tiếng hồ là thấy nó khỏe. Dạ. Nó đã nhẹ người rồi hay là nó nhẹ trong người, nó khỏe. Từ đó là nhìn đến khi mà 40 ngày là bắt đầu mình thấy là nhịn tới 40 ngày luôn. Dạ. Như cô Bảy là như vừa nãy anh Thuật nói thì cô có các cái biểu hiện thải độc và đau nhức những cái chỗ nào bị bệnh ấy thì nó sẽ đau nhức toàn cơ thể. Nhẹ trong người, khỏe. Hồi đó vẫn đi vừa đây vẫn còn làm được mà. Vẫn làm việc bình thường. Không là bình thường, không phải là bình thường. Hồi đó nhờ thằng em nó, hồi đó nó có nuôi vịt. Rồi nhờ thằng em nó, rồi đến khi mà một tới mùa nó thu hoạch đó, rồi không có người là chú phải ra ngoài đồng á, xách xách xào đi đuổi vịt luôn. Mang cái đầu hai đôi cái đầu ống lên cao ở trên cái nước khổ vô đó. Để mà theo cũng thời gian một tuần đó. Có nghĩa là cả tuần nhịn ăn đó mà chú vẫn đó, có nghĩa là ngày 40 bố vẫn đi làm, vẫn đi chăn vịt ngoài đồng. Mà đó là lần đầu tiên nhịn ăn trong cuộc đời của ba, cách đây 23 năm. Con thì cũng qua vài đợt thanh lọc, cũng qua một đợt ăn chay, rồi cũng nhịn ăn ấy thôi, nhưng mà vẫn ăn kiwi và mật ong uống nữa, ở cái dạng sinh tố uống. Thế nhưng mà đây lần này thì chắc là mai con về con sẽ có động lực để mà nhịn ăn một đợt dài ngày luôn. Nếu mà bướu mà thẳng mà tới 5 hơn 5 cm, một bên là 4,7, một bên là 6 cm rồi. 5 phong mấy thì cái đó thì vừa là mình cũng nhịn mà rồi cháu cũng phải theo bên tây y đó. Thực ra thì cháu đã theo dõi mình chụp hình lại hoặc là như thế nào đó. Đúng rồi. Nó có tăng giảm như thế nào, nếu nó giảm thì mình tiếp tục. Còn không thì mình
phải ngừng lại đúng không ạ? Không, thực ra là cháu đã áp dụng hơn 2 năm nay rồi, bởi vì cháu phát hiện ra là gần 2 năm, nhưng mà cái bệnh này nó cũng phát sinh từ lâu rồi. Đấy, thì hiện nay cháu vẫn duy trì cái cách là điều chỉnh ăn uống và sinh hoạt và cộng với tập khí công. Từ đó đến giờ nó có đứng lại, nó có giảm không, hay là nó cứ có tiếng nó không, nó không hoàn toàn, nó không tăng, có đợt nó giảm đi rất là mạnh, nhưng đợt này do cháu quay trở lại ăn bình thường, ăn uống bình thường, sinh hoạt bình thường, thì cuối cùng nó lại có vẻ như là nó đang nhích lên một xíu, thì chính vì thế là cháu lại cần phải thay đổi cân bằng luôn. Đúng rồi, mình phải nhờ bên Tây ra đưa mình là theo dõi, thỉnh thoảng là phải đi chụp và scan. Nhưng mà cái quan trọng nhất cháu thấy là cái việc mình lắng nghe cơ thể mình. Sau khi mà ví dụ như thanh lọc rồi thì cho thấy là cái cơ thể của cháu nó cũng rất là nhạy cảm. Ví dụ mình đau lưng một chút là mình biết ngay đau rồi. Hồi bác ba là ông cỡ lại là cái thời kỳ ông bị bướu nhờ, ông bị là kiểu như dạng ung thư gì đó. Bác ba gì đó. Ông bị ung thư mà lên bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh đó, là hồi đó là nó định mổ, thì nó nói mổ 50-50. Thì vừa là không biết rồi, bạn bị bàn như vậy là bạn thần cũng có châu đốc, rồi châu đốc là có thay cho theo phương pháp gì đó đó. Rồi cuối cùng thấy bác như vậy là sau khi kiểm tra chụp phim chụp hình lại là cái bướu đó nó mất luôn. Từ đó là gần như là thầy đã cho phép là cũng như thấy cũng như là bác là có cái được cái kết quả đó, thì cho bác qua là giờ hướng dẫn cái phương pháp gì đó đó. Từ cái duyên mà gần như là đi bị hồi đó là bướu, kêu là bướu gì đó, kêu là bướu đó, được bị cái dạng ung thư á, mà cuối cùng là thầy đó là đi vào chủ đốc là theo thầy, bạn bè khuyên là theo thầy đó, mà cuối cùng là theo là nó hết, từ đó là thầy đó cho phép là giờ đó mà truyền lại đó. Dạ, hồi giờ hồi kỳ mà đọc trên báo thấy nó hay, mà vô đó là đúng là còn đông. Hồi thời kỳ đó khi bà vô đó là cỡ như ở lại cỡ như bác là cỡ như 70 mấy, hồi đó 70 tuổi chứ sao mà còn đi làm thế đó, chứ đâu có nhận tiền nhận bạc gì qua hết đó. Tới cái, là cái hướng thầy dẫn, đó cái hướng dẫn cho các bệnh nhân đó, mà hồi đó là bệnh nhân ở trong báo nó đang là 1.500 người, mà đồ cái chính quyền hồi đó người ta cũng không có niềm tin đó, thì người ta cũng này khác, thì đi tới là hướng dẫn tôi về nhà tự làm, thầy phải đi làm để kiếm sống. Cuối cùng mà vô đó thầy đợt đó làm trước cái gì đợt làm như bầu cử 29 hay sao á, lỡ 29 gì đó, rồi cuối cùng là tính là nếu đi về địa phương thì chàng cứ vô không được nữa, thì mới lên chỗ con học ở lại 10 ngày á, chờ thầy về rồi mới xuống lại dẫn lại đi. Vâng, và nhưng mà sau đợt thanh lọc đấy thì nó khỏe tới bây giờ luôn. Tức là bác khỏe tới bây giờ khỏe luôn. Và bao nhiêu năm rồi ạ? Em có 3 năm. Nhiều lâu lắm rồi. 3 năm nữa. Chính xác là từ là năm là thuộc là học năm đó anh đi học là học cái gì ạ? Là học đại học năm anh học là năm thứ 2. Tức là từ cái thời mà anh học đại học Nông Lâm. Đang học sinh viên. Mà đang học đó là năm anh vào 95 thì là cuối năm 97 đầu năm 98. Thì hiện bây giờ là 23 năm rưỡi rồi đó. Gần cũng như gần 24 năm rồi. Nhưng mà bác có kinh nghiệm cái khi mà ăn ra ấy, thì như cô Bảy có nhắc là cái nhịn ăn thì rất là dễ, nhưng mà cái ăn ra thì rất là khó, phải không ạ? Và phải cẩn trọng. Khuyên nếu không là, thì có là, thể là từ từ đó, thì mình cũng theo đáp ứng theo đủ cái mà của thầy. Uống là từ rồi ít rồi tới nhiều. Tới ít tới nhiều. Nhưng mà giờ cái anh ấy thật ra là phải nhai cho thật kỹ là tốt nhất. Vâng. Và bây giờ bác có duy trì cái việc nhai kỹ trong mỗi bữa ăn không? Có. Bác có đếm là bác ăn nhai bao nhiêu lần? Mình nhai sao mà khi mình nuốt cái nước cái ăn vô là cũng như là nó nghiền, cũng như trời phú cho mình cái hành trang là mình nghiền thức ăn cho tốt á. Dạ.